xíu tới đây. Mình chỉ đã định xem là ở bên dưới có gì đây. Quất bị chặn nhòi rồi hoán. Ôi giời. Ờ mẹ, đùa tao.
Ô này. Khoan đã, cái này kia có cái là sao nè. Ở này. Vãi. Thank you.
Ô bay. Đùa. Bye. Haha. Bye. Chơi bị chặn à? Thank you.
Quý vẻ sắp giờ, sắp giờ rồi. Quý vẻ sắp giờ rồi, quý ơi. Ui dồi ôi, sắp giờ rồi, quý ơi. Mày. Lót 5 cơ mà. Ok. Đây đó nó bạch gì cái bạch đích chưa? Ui, về ra bây giờ rồi. Thank you.
Quay 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 quay. Phanh 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 phanh. Chạm bị chặn non mẹ rồi. Có đùa là được. Ủa. Bot. Con gì ăn con nhím à? Vậy là nhím gì đâu mà nhìn giống con Bowser đây. Nhiều gai hơn cả con Bowser con này. Nhiều gai hơn cả con Bowser rồi. Thì chắc rồi. Yeah, Yippee. Và như vậy là chúng ta đã xong phần phần nào.
Một phần nữa. Chỉ còn bấm map. Vâng, như vậy chúng ta chỉ còn bấm map nữa là chúng ta sẽ phá đảo được con game này rồi. Ê. Và đến lúc kết thúc video rồi. Nếu như bạn nào thích cái video của mình hôm nay thì cho mình like, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe để mình nha. Đây chính là cái động lực rất lớn giúp cho mình những cái video tiếp theo đây. Cảm ơn quý vị đã xem video của mình. Hẹn lại quý vị ở các video sau. Thân ái, chào tạm biệt.